Nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023, tối ngày 9 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi đoàn ngoại giao. Trong không khí ấm cúng, thân tình, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Thủ tướng nêu rõ, năm 2022 trải qua với rất nhiều biến động phức tạp, khó lường. Vì vậy, các quốc gia càng nhận thức sâu sắc về sự phụ thuộc lẫn nhau, cùng nhau hợp tác, phối hợp hành động với cách tiếp cận toàn cầu, đề cao chủ nghĩa đa phương. Bày tỏ tin tưởng các nhà ngoại giao tiếp tục là cầu nối quan trọng trong không khí Tết cổ truyền dân tộc đến gần, Thủ tướng nói, trăm nghe không bằng một thấy, để mong muốn các nhà ngoại giao sẽ được trải nghiệm, cảm nhận những hoạt động văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền sắp tới. Ông Sadi Salama, đại sứ nhà nước Palestine, trưởng đoàn ngoại giao, bày tỏ vinh hạnh được mời tham dự buổi chiêu đãi ấm áp cùng đón chào năm Quý Mão 2023 với những hứa hẹn về hy vọng và thành công mới. Đại sứ Sadi Salama tin tưởng với quyết tâm và bản lĩnh, chủ trương đối ngoại hòa bình và tinh thần xây dựng, Việt Nam sẽ đóng góp tiếng nói quan trọng trong việc tiếp tục thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế, duy trì hòa bình và ổn định thế giới, tăng cường hợp tác thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và nỗ lực giải quyết các thách thức chung.